Sau đây là chúng ta sẽ bó hoa cho mẹ để dâng hoa. Ngọc Thủy chọn hoa cẩm chướng. Nghe tên thì thật là chướng, nhưng mà thật ra hoa cẩm chướng là hoa biểu tượng cho người mẹ, tình mẹ. Hoa này sống rất là lâu, dai lâu. Có điều khi mình mua hoa cẩm chướng hay bị bứt như vậy. Chúng ta sẽ mở cánh hoa ra cho cánh hoa bung ra. Có nhiều người nói là chúng ta sẽ làm như vậy cho cánh hoa nó nở, nhưng mà làm như vậy chỉ hỗ trợ một phần thôi, tại vì cái đài hoa nó vẫn còn bị chướng lại. Bằng cách nào mà để cho nó nở to như vậy thì chúng ta lại phải hỗ trợ nó bằng cách bung nó ra. Mình cứ sợ cánh hoa bị dập hay là bị đau. Hoa cẩm chướng có thể từ 1 tới 2 tuần, có thể sống tươi từ 1 tới 2 tuần, nên chúng ta cứ băng nó đây. Và chúng ta làm như thế này là chúng ta thấy được cái cánh hoa của nó nở tung ra, thấy không? Mình đã làm được một số cái. Đây là 4 cái, và 4 cái mình chưa mở. Thấy nó có sự khác biệt không? Thì một bó hoa như vậy thì mình nghĩ, Ngọc Thủy nghĩ là làm khoảng chừng 8-9 cái hoa thì nó ra một bó hoa nhé. Một bó vừa vừa tương đối để mình có thể dâng hoa cho Đức Mẹ. Đó, vậy mình được 2, 4, 6 này. Mình làm thêm 2 cái nữa thôi nhé. Đó, mình cứ kéo nó ra thì nó sẽ bung cái đài ở bên dưới, thì nó sẽ làm cho cánh hoa nó được bung ra. Hoa cẩm chướng. Không biết ai có cái cách nào khác để cho cái cánh hoa nó bung không thì xin cứ nhắn vào những cái lời nhắn bên dưới đó để cho người khác và chính Ngọc Thủy sẽ học hỏi thêm. Hỗ trợ nó như vậy thì Ngọc Thủy thấy là nó cũng đủ rồi đó. Nên mình thử ghép lại nha. Mình sẽ mình có 12 cô để mà dâng hoa, thì mỗi một cô như vậy là cầm 2 bó hoa, nên mình có 12 cô là mình phải làm tới 24 bó hoa rồi đó quý vị. Đó, thì mình nghĩ đó, nó khoảng cỡ như vậy. Và sau đó mình sẽ cuộn thêm cái này để cho nó to hơn nhé. Thì nó đã tròn như vậy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mình dùng cái cọc thun này để mà mình giữ nó lại. Mình cột nó lại thôi quý vị, không có gì khó hết. Và mình máng nó vô đây. Thấy đơn giản không? Máng vô đây đó. Là mình rồi mình chụp nó lại. Úi chá, thôi không sao, nó bị xúc rồi. Được như vậy. Rồi mình sẽ muốn làm thêm, mình sẽ dùng màu xanh đi. Màu xanh này ha, mình chỉ mua cái này ở Michael. Mình sẽ tự chế làm sao mà mình có thể làm cho cái bó hoa của mình nó được to hơn. Mình chỉ dùng cái kẽm này, hoặc là cái kẽm lúc nãy mình đã dùng làm vương niệm Đức Mẹ cũng được nhé. Mình sẽ bó, mình lấy cái đồ cắt kẽm này mình cắt này, và nó sẽ đứt ra. Mình sẽ bó thành những cái bầu như vậy để tí nữa mình gắn vào bên dưới cái hoa thì nó sẽ đẹp hơn. Mình làm cho cái hoa nó nhìn nó to hơn. Mình có thể cho thêm hoa, nhưng mà cho dù mình có cho thêm hoa, nhưng mà mình không có chế thêm những cái này á,
thì nhìn nó cũng không có được to lắm đâu. Mình sẽ làm khoảng chừng 5 cái bầu như vậy, 5 cái cánh như vậy. Nó có những cái loại như vậy này quý vị, rất là tiện lợi cho mình sử dụng, bỏ xung quanh các cái bình hoa. Mình chỉ chụp túm nó lại như vậy thôi, mình cột nó lại, mình lấy cái cọng kẽm á, mình xoáy nó lại. Những cái này á, cái cọng kẽm này nó có màu, quý vị có thể dùng cái cọng kẽm mà lúc nãy thì đã làm cái vòng hoa cho đứa mẹ cũng được nhé. Mình chỉ được túm nó lại như vậy thôi, túm nó lại để làm cho nó thành được một cái đó, một cái bầu như vậy. Cái này mình phải tự chế thôi, nghĩ cái ra rồi chế ra, mình làm sao mà cho cái bó hoa của mình nó được to hơn. Đó. Thì Ngọc Thủy nghĩ là phải 5 cái, bây giờ mình được 4 cái rồi. Thêm một cái nữa nha. Mình sẽ dùng cái kéo nha. Cái kéo đó mình cắt nó ra 5 cái. Sau khi mình đã làm được 5 cái này rồi nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5 nè, mình cắt cái chỗ này, cắt đi. À, rồi mình sẽ bó cái này vô trong đây. À, mình sẽ làm như vậy để làm cho cái bó hoa của mình thứ nhất đẹp hơn, thứ hai là nhìn cho nó to hơn nha. Đó, thấy không? Mình sẽ dùng, mình sẽ làm như vậy. Mình sẽ làm hết xung quanh đây thì những bó hoa của mình sẽ to hơn. Và Ngọc Thủy sẽ dùng những cái pin như thế này. À, cái cây này rất là hay nha quý vị, người ta dùng được rất là nhiều thứ. Mình sẽ dùng cái cây pin như thế này. Khi mà mình mua nó có một đầu, nó sẽ giữ cho mình sẽ cầm, vào một đầu kia là nhỏ, giống như là mấy cái hoa cài áo người ta cũng hay dùng cái này nè. Cái loại mình mua mình xài hôm nay ngắn thôi, không có cần dài. Còn cái loại cũ, cái loại này thì nó dài thì người ta hay để ghim áo nè quý vị. Những cái chùm như vậy mình sẽ úp nó lên như vậy để mình gắn nó xuống đây, để nhìn cho cái hoa của mình nó được tung ra. Và mình dùng cái đầu nhọn này mình ấn nó vô đây, rất là dễ dàng luôn quý vị, là nó đã được nằm im như vậy. Và mình làm những cái này xung quanh cái bó hoa của mình, để mình cho nó được rộng ra ha. Rồi mình lại ghim thêm một cái nữa. Đó là nó sẽ nằm ra như vậy. Rồi mình cứ tiếp tục mình làm cho nó đi xung quanh cái bó bông. Cái này mua rất rẻ, cũng tại ở Michael hay là ở tại Chỗ Em hay là Walmart quý vị nhé. Học thì làm rất là đơn giản cho nên không có cần làm quá nhiều bông, vì thực sự làm 24 bó cũng rất là nhiều hoa đó quý vị. Cho nên mình sẽ tận dụng làm sao mà mình vừa tiết kiệm mà lại đẹp nha. Cái cuối cùng này, mình cũng ấn nó lên như vậy. Thấy không? Này, mình ấn nó lên như vậy để cho nó phùng ra. Và mình dùng cái kim này, mình chỉ việc cài nó vô thôi thì nó sẽ nằm im à. Và nó nằm rất là chắc, nó nằm rất là chắc luôn quý vị ạ. Đó, thấy chưa? Như vậy ha.
mọi bữa mình Ngọc Thủy còn là dùng cái lá xanh nữa, nhưng mà nếu mà không có cũng không sao, tại vì cái lưới này á, nó cũng đã làm cho cover, nó làm cho rất là đẹp rồi. Nè, quý vị thấy không? Mình vẫn cứ hỗ trợ nó nha, tại vì cái lá, cái cánh bông của nó vẫn còn rất là bó lại với nhau, thì mình cứ hỗ trợ nó. Và sau khi á, mình làm xong á, mình để ngày mai ngày mốt mình mới mang đi dâng hoa, thì nó sẽ vẫn còn tươi và nó sẽ nở tung ra thêm. Rồi, đây là một cái bó hoa Ngọc Thủy bó rất là đơn giản như vậy, các cô có thể cầm như vậy để mà múa. Và đây là ở đằng trước của cái màu hoa này đó, thì Ngọc Thủy sẽ làm 6 màu, mỗi màu là hai mỗi cô là hai cái, mà các cô đứng theo cặp thì mỗi cặp là 4 cái, sẽ làm thêm 3 cái nữa. Xong màu xanh chúng ta làm qua màu vàng, và chúng ta làm qua màu kết, và chúng ta tiếp tục làm cho nó đủ thành 24 cái quý vị nhé. Rồi hy vọng là quý vị sẽ thích cái này, quý vị thấy không, cầm cũng giống như bông cô dâu không? Nhưng mà khi mà múa mình bung lên như vậy á thì nhìn nó rất là to, rất là to. Còn nếu mà cái này mình làm chỉ có 8 cái hoa thôi, ai mà dư hoa hoặc là thích cho to hơn thì mình cho 10 cái chẳng hạn. Như Ngọc Thủy lấy thêm một cái đây ha, lấy thêm một cái này Ngọc Thủy cho vô này, quý vị sẽ thấy nè, nó sẽ được to hơn một tí này đó, thêm nó là to hơn một tí, thấy không, nó là to hơn một tí đó. Mình làm sao cho cái này nó tròn thì là được rồi ha, mình làm sao cho nó tròn đó. Còn ai thích bông khác thì càng tốt. Ngọc Thủy thích bông cẩm chướng vì bông cẩm chướng nó sẽ được giữ rất là lâu, 2-3 tuần. Chào quý vị và mong quý vị sẽ có thể bó được những bó hoa như vậy, nhất là tháng 5, để dâng lên cho mẹ. Những ai mà trong cái trách nhiệm mà tập múa dâng hoa cho các em hay như thế nào đó, mình có thể là tự biến chế ra những bó hoa rất là đẹp, dễ làm. Bye bye quý vị. Chào quý vị và hẹn gặp lại.